nha. Trước tiên là cái này mình phải có, cái view mình phải có. Thì cái view đó là nó ở đoạn này nè. Rồi, mỗi một cái form như thế này luôn luôn có một cái submit. Rồi, cái submit đó thì gồm những cái gì đó cần thiết nhất, quan trọng nhất của một database, một table. Thì bây giờ mình thiếu cái phần là danh mục thôi. Thì mình cho một cái select box như đây. Đó, thì mỗi một cái input như vậy nó phải có cái name. Thì category, catalog, category ID. Đó, ví dụ như mình sẽ đặt tên cái select này là category cho nó trùng với cái cột trong cái bảng sản phẩm, không biết phải vậy không, đặt đại lát tính sau. Rồi ở trong đây thì mình sẽ show cái danh sách danh mục ra đây nè ha. Thì thường á thì mấy cái này từ từ tính đi, thường thì nó là option, value và cái tên quả này. Khi chọn danh mục thì cái value này luôn luôn bằng rỗng hoặc là bằng không. Rồi, và nó mặc định nó phải được select. Đó, một cái form mới thì mặc định là nó phải selected ở đây. Còn ở dưới đây là những cái danh mục mình load lên đây. Thì những danh mục này từ từ mình sẽ đọc từ cái database lên. Thì mình cứ để sẵn ở đây đi. Và nó không có select ID. Và cái này nó chưa có gì hết. Và cái này nó cũng không có luôn. Nó chỉ là tên danh mục thôi. Nhưng mà mình không biết đó là tên gì. Đó. Đó, tên danh mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Nhưng mà mình lười, mình để cái thôi. Để cái này chỉ nếu mình phải ra là ok. Thì cái giao diện của mình lúc này nó sẽ bổ sung thêm cái select box ở đây. Đó. Nha. Thì bây giờ mình thấy là cái trang này nè, mình cần danh sách danh mục cho cái form, mình cần danh sách sản phẩm cho cái này. Mà danh sách sản phẩm thì các bạn đã làm rồi, các bạn đã có rồi. Đây, đây là danh sách sản phẩm. Đây, nó chứa trong cái mảng đó có tên là product của S, là danh sách sản phẩm. Thì cái này gọi là danh sách sản phẩm nè. Rồi bây giờ mình cần cái danh sách danh mục, thì chắc chắn là mình phải có cái danh sách danh mục model, cái catalog model. Thì muốn có cái đó thì mình coi thử cái catalog mình có chưa. Có, category model mình có rồi nè. Đó, thì cái category này á, thì mình sẽ là ví dụ như là nó có gì ta, nó lấy tất cả ra hả. Rồi, ví dụ như cái này có làm chưa, cái này có sử dụng chưa, bỏ đi, bỏ luôn, tại tôi thấy nó product rồi. Còn này là lấy tất cả nè nè, get category đi. Đó, rồi category thì mình không cần ý mình, có nhiều lấy hết nhiều ra nha. Rồi mình luôn luôn là order by, làm cái gì làm phải có order by. Mà category á, thì order by theo name, đừng có theo ID. Theo đi nhìn nó không có đẹp và nó không có theo cái tiềm thức của người ta. Tiềm thức của người ta muốn tìm kiếm tên danh mục, ta tìm kiếm cho ABC, ta lướt nhìn cho dễ, cho nó đẹp, không ai mà sắp xếp theo ID chứ nha. Rồi xong thì mặc định nó vậy đi. Thì ở bên cái phần là product gì, product controller, mình cần cái gì, mình cần cái gì ta, mình cần một cái mình cần một cái gì đó mà mình phải truy xuất nó được tới danh mục. Thì mình để là catalyst ở đây. Đó, category list á. Rồi thì mình khởi động, khởi tạo cho nó một cái catalyst ở đây luôn. Ctrl C, Ctrl V. Thì cái này là new gì, new category model. Cái file ha, category. Đó, category model. Rồi sau đó là sao? Thì mình xuống đây nè, mình mới là Ctrl C, Ctrl V này ra luôn. Tức là danh sách sản phẩm mình có rồi. Bây giờ mình muốn này là category. Đó, danh sách thì nó là số nhiều, mình ghi là ES.
tiếng Anh tôi trùm lắm à. Thì cái này là mình catalyst ngay đây nè. Rồi mình lấy cái hàm mà mình mới tạo đơn cái category model á, là này nè, Ctrl C nè, mình paste ra đây đó. Thì bây giờ mình đã có sẵn category, mình có sẵn product. Thì bây giờ trong cái product view của mình á, product list của mình á, mình sẽ hiển thị nó lên thôi. Thì mình qua bên product list của mình nè, bắt đầu mình lấy cái đó mình for ra đây. Bữa trước thì mình đã lấy cái product mình for ra rồi. Thì bây giờ mình chỗ này mình lấy category mình for ra chỗ này thôi là xong. Cực kỳ dễ nha. Thì cái chỗ này là mình sẽ là biết đi thôi gì đâu. Các bạn nhớ view nó chỉ là view nha, nó không làm gì, đừng bắt nó làm gì chứ. Nó nhức đầu tội nghiệp nữa. Rồi chỗ này thì mình phải lấy cái category về. Thì lúc này mình khai báo một cái biến mới category đó bằng cái hàm mình truyền qua, đó là data. Data lúc này data của mình bên kia truyền qua nó có hai cái key, một cái key là product, một cái key là category. Rồi xong thì bây giờ mình đã có cái này rồi nè, thì bây giờ mình có ít cái này ra thôi là xong. Cái gì đâu nha, có phi đó. For thì các bạn thông minh tí xíu là cái này các bạn chỉ cần để chữ item thôi là xong. Cái bà nội nữa nha, để mình cứ bị bát cho dễ, mai mốt mình chỉ cần có bị bát mình thay đổi cái này thôi là xong nè. Rồi mình chỉ cần là ê cho nguyên cái đám nó ra là ok là xong. Nguyên cái đám này nè. Rồi tôi rảnh quá tôi táp thôi đó. Các bạn học là học cái cách mình nói chuỗi nè, có nhiều bạn đang lúng túng chỗ nói chuỗi lắm đó. Rồi bây giờ mình có một cái nhỏ xíu xíu mình rất là dễ thương, rất là đơn giản lại nè. Ví dụ như ngay chỗ này các bạn ghi này là đúng không có sai, ghi này là đúng không sai, nhưng mà chỗ này mình thêm một cái hàm extract nữa thì mình rất là nhẹ nhàng. Mình thêm một cái hàm extract item này ra, tức là item hiện tại nó đang là cái mảng mà mình extract ra đó, thì chỗ này là cái biến ID chứ không phải là cái mảng nữa đó. Cái này là biến name chứ không phải là mảng nữa. Hai cách viết này nó giống nhau hoàn toàn nha. Mà mình extract thì mình viết cho nó dễ hơn và nó đẹp hơn nha. Rồi mình F5 lại. Rồi bữa nãy là mình load này nè, đó nó ra đây nè, để mình biết là mình đang cập nhật cái gì cho danh mục nào nha. Rồi nhập thoải mái, nhập thoải mái, thành thoải mái, nhập thoải mái, row hình thoải mái. Rồi bây giờ tiếp theo, lưu ý tiếp theo thì đối với cái form S thì các bạn phải có action. Action tới đâu đó từ từ đến, các bạn phải có method mà chắc chắn phải là post, chắc chắn luôn, không có suy nghĩ gì trơn rồi á, gõ giống như một cái tiềm thức nào đó, một uy lực nào đó từ trên băng xuống, method và post trong form, đừng suy nghĩ nhiều. Rồi đối với cái form mà nó có hình, nó có cái type file, nó có thể là hình, nó có thể là file Word, file Excel, file gì cũng được, miễn là gọi là file. Thì ở đây các bạn có thêm một cái thuộc tính là phải nhớ cái này, không nhớ cái này là nó không lên. NC type, cái này học thuộc lòng, không có cách nào khác. Bằng multi-path form data, multi-path sweep form trừ data, không có cách nào khác cả, phải học thuộc lòng thôi. Gõ lại 800 lần là hèn nhớ. Ngồi gõ giống như bị phạt vậy đó, sai bị phạt, ngồi gõ đi. Nguyên chỉ bắt phần data nó phải y chang vậy đó, thì cái hình này nó sẽ lên. Rồi bây giờ nó sẽ action đi đâu, đi đâu, đi đâu là ăn thua mình thôi. Ví dụ như mình muốn nó đi đâu, sao mà đi chính nó được, nếu mà đi chính nó thì sao. Nếu mình đi chính nó đó thì mình sẽ
mình sẽ gì chỗ này rất là khó. Đi chính nó thì nó không có phương thức ghét, không có miếng nào ghét để trên rồi. Tại cái phương mình là phương post thì ngay chỗ này chết ngắt nè. Mình nếu mình đi chính nó thì sao ạ? Đi chính nó thì cái phần đây, đi chính nó là bay bằng rồ đắc nè nha, thì nó vô ngay chỗ này nè, vô ngay chỗ này nè. Mà nếu không có gì hết thì nó lót cái này nè đó. Còn bây giờ nếu nó có một cái bot gì đó thì nó sẽ tính đón mũi đó ha. Thì chỗ này mình dồn vô đây cũng được, tức là mình sẽ nếu cái gì mình coi trên form này mình nắm cái thằng nào được, nắm chui thằng nào được. Ví dụ như thằng submit này mình nắm chui nó được nè, thì mình cho nó một cái name bằng button submit chẳng hạn, button add chẳng hạn đó, ví dụ như vậy. Thì mình kiểm tra coi nó có tồn tại cái button này không ngay trong cái cây product này nè. Tại vì cái này mình đang ở đây nè, hiểu không? Mình đang ở cái bay product nè. Thì mình vô đây mình kiểm tra, nếu reset cái gì, không phải là cái này đâu mà là post. Mình cố tình mình kiểm tra luôn, nếu có tồn tại cái nút đó, cái nút button add đó, nếu tồn tại nút button add đó và vậy thôi, không có và nha. Vậy thôi. Tại sao vậy thôi? Các bạn chú ý chỗ này xíu nữa nè, cực kỳ phải chú ý cái phần này. Hết pin. Đang dầu sôi lửa bỏng hết pin chuột cày. Lấy cái ba lô, lấy cái ba lô. Đó. Để lấy biến xả, biến xả, hơi là biến xả. Chứ đừng giống như này nha. Thôi. Biến xả. Đừng giống như này nha. Thì mẹ gắn vô cái là chạy liệt liệt nha. Đi kiếm mệt lắm. Trời, tôi không muốn vụ này lắm, trời ơi. Tôi ghét mua chuột pin lắm. Đó, biến xả là bắt đầu là xài được liền. Còn sẵn được thôi, dùng bỏ. Chuột ơi về đây. Alo, dạ alo, học đi alo. 8 giờ mới về chứ giờ đợi chút gì. Nó chưa có vô điện. Chờ mượn đi. Nó chưa có vô điện đủ. Bữa học hôm nay chúng ta gần kết thúc rồi. Chúng ta nghỉ tại đây đi. Đó. Đang cái chỗ phiêu hấp dẫn quá trời. Ồ, hay quá ta, chuột hay quá, xỉn quá. À, rồi chú ý nè, tại sao chỗ này mình chỉ xét là in reset bot? Tại vì đây nè, cái form của mình á, cái này chết ha. Ví dụ như cái này là button thì mình chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Button có thể đóng không? Có. Thì cái chữ thêm nó nằm đây. Nó không có value. Đó. Ví dụ cái form mình là button, tại vì mình sẽ phụ thuộc vào cái thằng design, cái thằng làm HTML CSS nó đưa mình cái giao diện như nào dữ vậy. Nếu ở đây cái submit của mình là button thì cái điều kiện của mình ở đây là như vậy là đúng rồi. Không cần làm gì thêm. Chỉ xét coi cái post đó nó có tồn tại không là được rồi. Nhưng nếu như cái nút submit mới nãy của mình đó là input, nó lại khác. Các bạn chú ý cái chỗ này mình hay bị quên đó, là nó dữ liệu nó không lên. Thì mình phải thêm một điều kiện nữa. Nếu là input thì mình phải kiểm tra coi người ta có làm cái gì với input đó hay không. Lít vô tức là tương ứng với lại giá trị 1. Thì tương ứng với gì 1 thì ở đây mình phải xét là nó đúng. Đây, khi đích vô một cái input nào đó thì nó tương ứng với giá trị đúng thì nó phải như vậy. Nó thêm một cái điều kiện nữa thì nó mới hiểu được là
thằng đó có lít vô cái nước hình búa tay sớm hết đó. Còn ví dụ như cái form đó là bích tình thì chỉ cần cái điều kiện đầu thôi là xong. Thì cái này do cái form thôi ha, chứ không phải là do mình. Rồi bây giờ mình lấy dữ liệu về. Lấy dữ liệu về thì dễ thôi. Nem có nhiêu lấy hết nhiêu vậy nha. Rồi mình lấy dữ liệu về thì ví dụ như mình lấy nem về nè bằng, thì đương nhiên là đô la shipbot thôi, chả có gì khó chứ. Rồi mình phải cố tình mình đặt mấy cái nem của input nó trùng với cái nem của mấy cái cột trong cái bảng để mình làm cho nó tiện, khỏi nhớ khỏi nhức đầu. Nem giá hình gì đó chẳng hạn ha, hình như nem với giá thôi nha, right thôi nha đó. Còn cái hình thì mình lấy khác, tại cái hình của mình nó là type file đây nè, type file thì mình phải lấy file. Rồi cái hình là mình lấy file, ví dụ img file, tức là lấy nó lấy được cái name của file đó. Rồi cái file này nó tên gì, phải copy qua y chang gì đó đây nè, rồi đặt email. Còn không thì mình đặt tên là img chả sao, database mình cái cột tên gì mình đặt tên đó đi, không sai chứ. Rồi xong, bây giờ mình chỉ cần là lấy cái này insert into vô cái bảng thôi là xong. Thì giờ muốn insert into vô cái bảng thì làm sao, có phải là viết cái function insert into không? Ừ. Thì bây giờ mình phải là mình new cái lấy dữ liệu về xong thì bắt đầu mình mới gọi cái thằng controller này nè, truyền cho nó mấy cái giá trị này nè, kêu nó thực thi một cái gì đó đi với những cái biến mình vừa lấy về. Rồi thì bên đó nó làm gì kệ bà nội đó ha, thì lúc đó nó không còn quan tâm tới cái này, hình dung không? Còn nếu như mà nó mới lần đầu vô nó không thấy mấy cái này thì nó bỏ nguyên cái khối này qua bên luôn, nó vô cái trang view này luôn là xong. Đấy, mình không cần eo gì trên, tại vì đi thẳng qua đây luôn rồi. Thì bây giờ bên kia mình phải thêm cái hàm này nè, cái bên product controller này nè, mình phải thêm cái hàm đó đó nè, hiện tại mình chưa có nè, thì mình viết thêm thôi đó. Public rồi function add, và trong đây nó có ba cái biến mà nãy ngu ghê ha. Cái biến hoài trở nhanh không chịu bởi gì thiệt á, còn trên C nè mình bán qua đây trở nhanh. Rồi ok xong rồi mình làm gì, mình làm gì đây vậy hả, làm gì đây, tức là mình có cái model product ở trên đây rồi nè. Rồi bắt đầu mình gọi cái hàm add bên model product, truyền ba cái biến này vô. Rồi sau đó thì mình load lại danh sách hiện tại của mình thôi ha, mình header luôn cũng được, nó khỏi cần in luôn gì đây rồi, tại vì mình add vô xong rồi, phải cho nó load lại trang thôi. Rồi bây giờ mình mới qua cái phần model. Cái này thì đáng lẽ phải đặt tên là model, đặt list là nó sai, product model mới đúng. Mình đặt cái gì nó sai, product model đúng rồi, nó khởi tạo nè, rồi nó gọi nè, rồi ở đây nó gọi nè đó, 1, 2, 3 ok đúng. Nó gọi hàm S nó bên cái product model nè. Thì bây giờ mình mở cái product model lên. Đấy, hàm bên đây mình coi có chưa? Chưa. Thì bây giờ mình tạo nè, mình tạo một product model nè, public nè. Nói chung làm tới đâu tạo tới đó. Product model S. Rồi S này nó có 3 tham số nha. Bên kia gõ làm sao, bên đây đem qua trang vậy cho nó vui. Đó, học trên C còn trên V thôi, lập trình dễ lắm. Nó chỉ là còn trên C còn trên V thôi. Ngu không? Ngu dễ sợ được chứ. Rồi, AMS thì
insert into thôi chứ có gì đâu. Rồi insert into. Insert into thì mình sẽ là name giá img database. Mình đúng ba cái view này không? Đúng không? À, ghi img hay ghi image? Ghi img hay ghi image? Lên coi coi. Cái đó là cái tên cột trong cái table của mình ha. Cái bảng tên gì vậy ta? Bữa hổm đặt ra bài tên gì vậy? À, ca 4 xuống được hành. Không có, ca 5 xuống được hành ca 4. BHB. Ủa sao ngồi mò chứ gì? Ngồi mò chứ gì trời? BB1 xuống được hành. Rồi, BB1 xuống được hành. Rồi, mình coi cái product của mình. Rồi, product của mình IMG ha. IMG là đúng rồi đó. Thì cái phần này là cái phần model của mình. Thì model của mình đó thì nó thừa kế từ... Sao nó thừa kế vậy? À, mình chưa học thừa kế luôn. Mình chỉ new cái database model thôi. Cái database model thôi. Thì bên kia là nó sử dụng cái hàm gì để mình biết đường mình gờ qua đây. Bên đây là mình mới có get on, mình có get one, mình insert. Bên đây sử dụng insert. Thì mình chỉ cần insert, đưa cái database vô và đưa những cái biến vô là xong nha. Rồi, insert. Thì bên đây là model, insert. Insert. Rồi, đưa cái colon SQL vô. Rồi, đưa các biến tương ứng vô. Hả? Bên nào? Ừ. À. Cái này mình phải truyền cái biến vô, tại vì ở đây nó có dấu chấm, hai chấm nè. Còn nếu không có dấu hai chấm thì chỗ này mình bỏ được nè. Mình bỏ luôn cái này cũng được nè. Và cái này truyền thẳng cái biến ở dưới trên kia xuống. Ví dụ như là nháy nè, đô la nè, rồi nem nè. Đó. Nháy đô la mới được. Không được, truyền thẳng xuống được. Trừ khi cái này là số thì được. Còn để an toàn thì cứ nháy đô la hết luôn là ok. Đó, còn ví dụ như hai chấm á, thì nó an toàn về mặt là người ta có hack mình qua cái lệnh SQL hay không. Còn bây giờ mình mới làm quen thì mình có thể làm theo kiểu này để cho nó hiểu cái đã, từ từ mình tính. Tại vì mình còn thời gian học khá nhiều, còn chưa chân mình nhảy một cái đột vô mình làm cái khó nữa là chóng mặt. Người ta sẽ ra vợ không mất gì ta hack cái này. Em vợ không, em vợ thì nó quá an toàn rồi. Đó, ha. Tức là mình làm insert nó rất cực kỳ dễ. Quan trọng là mình biết câu lệnh SQL thôi à. Còn mấy cái hàm này là mình đã có sẵn bên kia hết. Mình viết sẵn bên kia hết. Thì bên đây là do cái DB này nè, là cái mình new một cái database nè. Đây, thuộc tính nè. Thì cái database này nó có những phương thức nào mình gọi từ từ ra nè. Gọi từ từ ra nè. Bây giờ insert nè, xong rồi đó. Thì cái này là mình demo để cho nó vô dữ liệu cái đã. Rồi từ từ mình tính. Rồi bây giờ mình chạy thử nè. Database ha. Rồi, mình sắp xếp sẵn đi, lát mình F5 lại cho xong. Rồi bây giờ mình chạy. Đâu rồi? Bà nơi hay đến quê hương chúng tôi đây nè. F5. Quên, mình thiếu danh mục. Mình thiếu một cái danh mục nữa. Thôi coi nó chửi chết luôn. Mình thiếu cái danh mục. Phải. Đô la. Cà te.
Glory ID. Đúng không? Để mình coi này cho đúng luôn các bạn. À, ID Kate thôi. Đỡ quá. ID Kate thôi. Đó, thì cái này mình là ID Kate thôi. Vậy nháy. Rồi. 44 thì là bên cái container mình phải thêm cái ID Kate vô. Rồi. Bên cái nào nữa? Bên index đúng không? Index lấy ID Kate vô. Rồi. Cái này mình sẽ là ID Kate. Cộng trên C, cộng trên V, cộng trên V. Đấy. Rồi, mình lỡ rồi mình sửa lại bên kia ID Kate luôn là sao? Cái rồi đặt list nãy á. Đây. Đấy. Nhớ đặt tên giống nhau để cho nó tiện. Nó khó bị sai lắm. Chứ sai chính tả là kể như là giò đậu bứt ốc á, mệt. Rồi, bây giờ mình thử đi. Thử đi. Rồi nó sai tới đâu mình sửa tới đó. Rồi bây giờ mình nhập cho cái này một cái tên sản phẩm gì đó, một cái giá gì đó, từ từ tính. Nó lên được đưa vào tính sau. Một cái hình gì đó rồi từ từ tính. Rồi ok, thêm. Đó. Nó sai rồi đó. Nó sai chỗ nào ạ? Nó sai chỗ nào vậy? Nó nói là không có tương thích về cái cột, cái giá trị cột. Nè, insert nó không có tương thích nè. Không được tương thích cột cho cái phần lần đầu tiên mình insert luôn. Nghĩa là cái phần insert control mình bị sai. Vô cái phần product model coi lại cái này, đấy. Nó thiếu nè. Chịu khó đọc tiếng Anh các bạn. Dễ. Rồi, anh Nam. Rồi. À, cái data giá chưa ok luôn đúng không? Ngàn giá. Giá nó mình nhập cái gì? Nãy đâu có gia mình nhập, nếu mà nên vậy thì mình cho nó bằng không nè, nó bằng không rồi nè, nó cho số rồi, làm sao mà nó có test được không? Đây cái nào không sao cả. Không sao. Rồi nem giá. Model hàng thứ 28. Data nó bị trùng cái gì ta? Hàng giá nó bị trùng. Model 24. Rồi bây giờ tôi lấy cái này ra thử. Lấy cái này ra thử. Ê, cho cái này ra thử. Để tôi lấy cái này tôi quăng vô cái SQL coi nó chạy đúng hay chạy sai. Rồi, tôi đóng cái này lại. Đây là cái cách test SQL. Mình coi cái câu lệnh SQL mình đúng chưa. 1, 2, 3. Chọn một cái hình. Chọn cái danh mục. Thêm. Để từ từ nha. Anh nhảy ra đây nè. Bấm ngay lại. Làm lại cái nữa. Mình phải cho coi cái câu lệnh mình đúng hay sai cái đã. Rồi mình mới biết. Nhiều lúc mình ghi nó sai, dấu sai gì đó. Mình đứng ở trên.
đây nè, nó không lấy được cái giá nè. Rồi mình copy mình cái chỗ này mình lấy về copy bát mình chưa sửa gì nè. Name right id kate img bot ba cái bot. Rồi qua bên cái view name đâu, không có gì hết, ẩu dễ sợ. Tất cả các input trên form phải có name các bạn ơi. Name, right. Cái này kata có rồi, cái này mình có rồi, nó có không có right à. Rồi name có, right có, img có, id kata có, thì lúc này ngay cái này nó mới lấy về được nè. Name, right, id kata, img. Rồi rồi mình làm gan là mình mở ra luôn đi. Mình nãy nó xài cái đó thôi. Rồi F5 nhập sản phẩm, nhập số. Rồi chọn cái hình, chọn danh mục. Thì tại sao nó không ra cái sản phẩm nó ra gì vậy? À mới nãy mình đưa lộn đúng không? Đấy, nó ra nè. Rồi F5 lên coi, F5 cái trang sản phẩm của mình lên coi nó lưu cái hình luôn sao. Đấy, cái hình nó chưa lưu đúng nè các bạn. Ví dụ như khi mình lấy một cái file về, nó là một cái array, mình muốn lấy tên thì phải là name nhé. Thế tức là mình thêm một cái name ở đây nè. Đó, lấy cái tên file về là ok, ổn á, ổn áp á. Rồi thêm một cái ví dụ nữa. Rồi lấy cái hình, ok, chọn cái danh mục, ok, thêm, thấy mẹ không? Tao giết mày, mày khai báo data sai gì rồi? Bỏ gì? Tào lao, không có tên file nào mà 30 ký tự hết trơn á. Sao á? Hà tiện gì vừa thôi. Có 50 hà. Trời đất cô là trời chuỗi thì 255 giùm tôi cái trời ơi. Rồi. Mắc mệt hả? Wow. Đó. Ok. Ổn. Đó, ok, tên file tại thọn vậy nè, nó cho 50 ký tự, chịu nổi không? Cho 50 ký tự rồi, nói chung là mình làm từ từ, không có gì phải quýu hết trơn rồi á, quýu thì coi kỹ lại từ từ. Bây giờ sao ta, cái gì mà nãy mình sai sai nãy nè, cái controller hả, cái index chuyển hả, nó chuyển qua bên... nó chuyển qua bên product chứ không chuyển qua list. Chuyển qua product. Rồi, để nó ra cái này nè. Hình nè, lấy hình ra, upload hình lên, tại chưa upload hình thôi. Đấy, cái quá trình mình thêm nó là vậy. Chú ý một số cái tiểu tiết. Tiểu tiết nó quan trọng lắm. Quên là chết á. Kịp không? Kịp không? Không kịp mà muốn học tiếp. Cái form quan trọng, cái form nè quan trọng, cái phần input, cái phần nút add này nè, nó là input hay là button? Nếu là button này một điều kiện, nó là input này hai điều kiện. Tất cả các input trên form nó phải có name, có name thì mình lấy dữ liệu về mới được. Rồi cái form mà có hình có file thì phải có thuộc tính này, và mặc định nó phải là bot hết. Rồi ngay vị trí, ngay cái key của mình đó, trong cái product này, nếu có trường hợp bot thì mình lấy dữ liệu ra, nếu không có trường hợp bot thì nó chạy cái phần danh sách bình thường thôi. Rồi hình thì nhớ là nó là một cái mảng,
muốn lấy cái tên về thì lấy cái name. Rồi ở ở ngay vị trí này nè, mình sẽ upload hình lên. Upload hình. Hiện tại mình chưa upload, mình mới lưu database thôi, lưu cái tên file trong database thôi. Mình chưa biết cái hình đó upload đi đâu. Để này từ từ tính đi. Này từ từ tính. Ví dụ như mình muốn upload thì mình nãy nó dài quá. Cái code này nó dài quá mà nó muốn ra sao vậy. Giờ muốn upload hình nè. Cho nên nó có sẵn nè. Thì khi upload hình đó thì thư mục hình mình để trong thư mục ở bên ngoài public chẳng hạn, thì mình để hình vô. Ví dụ như là upload image ha, BHP enter, đơn giản vậy thôi. Mấy cái này không thể nào nhớ nổi đâu. Mua upload file nè, function nè, BHP nè, đến dưới đây. Rồi, các bạn thấy là không có gì hết hả? Upload file thôi đúng không? Đây, upload file. Phải có chữ BHP vô đây, đến dưới đây đi. À, đây, nó đây. Kéo xuống đây nữa đi. Tức là cái phần upload file á, nếu mình kỹ á, mình sẽ làm rất nhiều thứ. Là mình sẽ kiểm tra coi nó kích thước cho phép hay không ha. Rồi nó là loại file có đuôi là cái gì, size là kích thước nè, type là loại file. Đâu type đâu, size là kích thước. Đó, type là loại file. So sánh loại file cho nó đúng loại file hình hay không, ví dụ như vậy. Nhiều lắm. Còn bây giờ mình làm tắt một tí xíu, là mình sẽ là gọi cái hàm này nè, upload lên luôn. Rồi phần trên C của những hàm này nè, để đây nè. Rồi ở đây á, thì cái hình của mình là cái img nè. Cái phần này mình giữ nguyên nè, tại vì cái mảng này nó có nhiều cái thuộc tính. Thì cái name là cái tên file, còn cái này để dùng để upload. Rồi target file là mình sẽ định vị mình upload ở đâu. Đó, để đây nè, bằng. Thì cái thư mục mình upload ở đâu thì mình để cái này vô đây nha. Thì bây giờ mình coi coi người ta định vị như thế nào. Ví dụ người ta get file đâu ạ? Nó kéo lên đây nè. Đây. Target beer là thư mục để upload. Target file là gồm có target beer và chấm cái tên của cái file hình đó. Page name tức là tên cơ sở, mà không có page name cũng đúng luôn. Tại vì người ta sợ là có những cái râu ria bên cạnh. Rồi mình copy nguyên đám này, mình để đây. Đó. Rồi thì cái này là img của thằng này nè. Cái name này giữ nguyên nè. Target beer là cái upload nè. Còn mình tiết kiệm không gian thì mình để upload ngay đây luôn. Ví dụ vậy, khỏi cần khai báo thêm rối. Rồi xóa cái này. Hai hàng thôi, làm ít càng tốt. Rồi cái upload này đang nằm ở đâu? Ví dụ như mình đang nằm ở trong admin, mình muốn cái upload này nằm bên ngoài để chừng nữa cái trang web mình truy cập cho dễ, thì đây là chấm chấm xuyệt. Ví dụ như mình để upload này trong public chẳng hạn, thì mình để là public xuyệt. Rồi hình sẽ nằm trong đó. Rồi mình sẽ khai báo public nè. Ví dụ như mình đang ở đây nè. Rồi mình chấm chấm xuyệt là mình ra ngoài admin nè. Admin thì nó ra ngoài cái thằng app luôn nè, public luôn nè. Thì trong đây mình có thư mục upload nè. Thư mục upload này mình có chữ S nè. Thì đây mình có chữ S nè. Rồi ok, đúng đường dẫn để đưa cái hình nó lên rồi đó. Rồi bây giờ mình upload thử coi có hình trong đó hay không ha. Ai nhắc tôi dữ vậy ta? Mới 4 giờ năm nhắc nên xin phép đi trễ đi vắng vậy tụt lưng trên. Rồi thì bây giờ mình thử lại một lần nữa. À, đâu rồi ta? Sao tôi bỏ đâu rồi?
Rồi ok. Test upload hình. Đó. Rồi giá 1234. Rồi cái ảnh này thì mình đưa một cái ảnh nào đó lên. Lấy ảnh này lên luôn. Rồi chọn một danh mục nào đó. Thêm. Sao Dũng qua đây vậy? Đừng nói là luôn nha. Rồi có hình. Hình đúng không? Hình nó lên thêm một đó rồi đó. Rồi sao nó vẫn header của đó ta? Có khi nào mình chưa lưu không nhỉ? À coi chừng cái này là nó khác với cái cây mình của mình rồi đắt không hà. Còn này có thêm chữ S nữa, bỏ tại vì số nhiều, tôi viết đúng chính tả mà, rồi đắt là số ít. Kỹ tính từng cm. Đây, ok, ổn. Nữa mình rao cái, rồi giờ rao cái hình lên luôn. Tại vì định vị của mình nó có rồi, hình mình đã có rồi. Mình rao cái hình lên đây luôn là xong. Làm cho hết luôn nè. 5 giây bắt đầu. Đây, img nè. Các bạn nhớ đường dẫn hồi nãy của mình là gì không? Chấm chấm xuyệt đúng không? Thì mình là chấm chấm xuyệt public ngay đây. Rồi xuyệt upload ngay đây. Rồi xuyên cái nữa. Sau đó mình mới là đưa cái thằng này vô. Quá quá vội xí gõ. Này là nháy chấm chấm nháy. Rồi đưa cái img mình ra đây. Là nó đó có hình. Rồi img. Rồi sau đó thì mình muốn cho cái hình này nhỏ. Thêm cái quýt ngay đây nó là xong. Đừng có để tự nhiên nha. Để tự nhiên nó nát, nó la gao mình hết. Rồi width nó khoảng 80 là xong. Gọi cái F5 là y. Đậm tiền. Thêm được rồi đó. Bước qua đèn. Bữa nào cũng đi học. Mà ngày mai K5 gắn không đi học đi. Ừ. K5 ngày mai học cơ bản. Cái này là học hơi nhanh đúng không? Cái này dành cho người giỏi, mình dở mà học từ từ. Sao phải chuyển qua upload hết em? Tại image là cái resource của mình, cái tài nguyên của mình đừng có public cái thư mục đó ra, để đó như mình không share. Tại vì khi mình upload web lên hot á thì cái thư mục upload này nè mình phải share cái quyền là được ghi, để cho người ta admin người ta upload hình lên được. Còn bình thường upload không được đâu. Thư mục mà để bình thường là không upload lên được. Hiểu không? Ừ. Mấy cái này mình học đâu ta? Mấy cái này mình học đâu rồi? 8-2-2 hả? Đâu, cả tư xong hết rồi. Cả 5 tiếng hết bài. Chứ nó có ép bằng tiếng hết rồi nha. Rồi còn một phút tranh thủ làm cái gì nữa. Tiến nữa là mong bé học nghe chưa học. Ủa vậy? Chưa. Mai học được không? Cứ thoải mái đi. Cứ thoải mái đi. Phải đi nhỏ này đâu có học đâu. Nó dễ trơn rồi. Nó dễ trơn rồi. Thầy nhắc thì thầy hộ. Còn lưu lúc nghe. Làm cái gì đấy. Vậy lít 5 giấy vậy? Năm giây là xong hả? Đây, delete. Đây, delete nè. Bây giờ tôi không có icon, tôi để chữ delete đi. Rồi. Cái này là muốn là delete cái kiểu ôn gì? Không nào cả, mình có Zalo hả? Không biết không nha. Rồi, mình gắn nguyên cái đường dẫn này nè. Rồi mình truyền thêm một cái biến giống ôn gì đó. Để mình ghép nó về. Mình biết nó là delete. Ví dụ như mình cho nó một cái biến là delete gì đó chẳng hạn. Rồi delete này mà nó bằng với một cái ID luôn. Cụ thể là một cái ID luôn. ID của quỹ này nè. Thì làm mình delete là xong. Trời đất ơi. Nháy. Chấm chấm. Nháy. Rồi mình đưa cái này vô.
và mình cho nó ID nhiệm đây. Rồi, vậy là nó có cái ID. Mình ép 5 cái. Lít vô nè, ID bằng 48 nè. Lít vô nè, ID bằng 48 nè. Thì các bạn thấy là mình đang ở cái key là product, mà mình thấy mà nếu mình get này nó có tồn tại và lớn hơn không và nó là số nguyên, thì mình delete luôn cái hình, delete luôn cái data. Mình hiểu không? Rồi thì lúc này nè, mình vô cái phần là index nè, ngay trong vị trí này luôn nè, mình kiểm tra cái get của nó. Ví dụ như là nếu nè, kiểm tra cái get nó là iz get, get này là get delete nè, delete nè. Nếu mà nó tồn tại thì đó, nếu mà nó tồn tại và nó lớn hơn cái gì đó không biết. Rồi, nó tồn tại nè và nó lớn hơn không chẳng hạn, và nó lớn hơn không thì mình mới delete được, không thì thôi khỏi delete luôn. Đó, thì ngay cái vị trí này thì mình sẽ là làm hai cái việc. Thứ nhất là delete trên database, thứ hai là xóa cái hình trên host. Đó, thì xóa cái hình trên host thì nó quá dễ rồi, lấy dữ liệu ra. Cái này nó chưa xóa hình nè. Gì? Bây giờ xóa cái hình thì mình cần gì? Muốn xóa cái hình. Cái tên hình, cái tên file, cái đường dẫn thì trong database mình mới chứa tên file thôi. Cái đường dẫn mình tự mình biết có, mình có rồi. Ví dụ cái đường dẫn của mình là cái gì đó ha, thì cái hình của mình á, hiện tại nó sẽ nằm ở đây nè. Ví dụ như chấm chấm xuyệt public xuyệt upload, xuyệt upload nè. Rồi xuyệt, rồi mình gắn với cái gì? Cái tên hình mà mình lấy từ database ra. Và tên hình đó ở đâu ra? Hiện tại mình chưa có. Hiện tại chưa có, làm sao để có? Mình phải get on của một cái gì đó mà nó lấy từ cái này về nè. ID nó là này nè. Hình dung không? Rồi get on của mình đâu? Cái phần chi tiết của mình đâu? Copy đem lên. Phần chi tiết đâu quý vị? Đâu? Không có, mình chưa làm trang chi tiết. Trang chi tiết mình đã làm cho nhóm này thôi à. Rồi, tự nhiên làm tiếp đi. Còn ví dụ như cái hình này mình có nè, thì ở đây mình làm gì? File nè, shift gạch nè, exit nè. Nếu mà cái hình này nó có tồn tại thì unlink là xong. Unlink là cái hình đó bị xóa. Tức là cái này mình phải lấy được cái tên file trong database ra với cái ID bằng với cái này nè. Thì lúc đó mình có đường dẫn hình chính xác. Và mình kiểm tra nếu cái file đó có tồn tại đúng cái thư mục đó, đúng cái file đó, thì in lên tức là xóa cái hình. Còn trên đây mình delete thì delete cái database thôi. Tức là mình gọi cái controller, rồi mình gọi cái phần delete. Cả phần delete này mình chưa làm nè. Mình vô trong cái product controller mình làm cái kiếm này nữa nè. Đó, đi một vòng vậy đó. Ok ha, vậy làm tiếp phần này nha. Còn không thì bữa sau mình làm không được, mình lỗi gì đó thì mình về mình hỏi tiếp. Rồi đóng lại đi để nó lỗi nguyên đám không.